có nón nữa cái nhà ơi. Anh già đi đi hát hả chị Loan? Hả? Đi hát hả? Đúng rồi, số 5 đoàn thời điểm. Số 5 đoàn thời điểm hát tiếp hả? Dạ chào cô. Thấy chị Loan là mua chiếc xe giống chị Ba Bình Tinh chạy cho nó khỏe, nó mát cả chị. Chiếc xe kia kìa, xe nhỏ nhỏ. Xe nó đâu biết lái. Không biết lái. Hai bánh là ngon rồi. Đi cho nó nhanh mày cả nhà. Xe mà 4 bánh chắc lái chứ còn. Bye bye mọi người. Qua xe, có chừng xe chị ơi. Chị Loan đã về số 5 đường đoàn thị điểm rồi cả nhà. Có hai shop, shop tiểu thư ăn vặt ở số 5 đường đoàn thị điểm và shop Bun Bun ở số 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Shop 506 thì bán giày da, túi xách, dây nịt, ví cá sấu ha cả nhà. Là shop tên là Bun Bun. Còn shop ở số 5 là shop Hồng Loan ha cả nhà, bán đồ ăn vặt như là những cái đồ như là cơm cháy, rong biển kẹp hạt nó. Và bên cạnh đó thì có bán nước yến nè cả nhà. Đó, phải nói là chúc mừng
chúc mừng chị Loan ha cả nhà, đã mở được thêm một shop nữa, và tương lai thì không phải là một shop này mà là có nhiều shop nữa, shop thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều shop hơn thế nữa quý cô chú anh chị. Đây chị Hồng Loan, chị mời mấy anh em YouTube ăn này cả nhà. Đó, phía bên trong đây thì có luôn cả nhà. Đây. Có luôn. Có gì anh? Nước hoa mỹ phẩm. Dạ. Dạ. Hôm nay lấy ngày thôi hả? Khi nào mới bán anh thông báo ha. Dạ. Hôm nay chỉ là khai trương ngày tốt lấy ngày thôi. Đây là em là phụ thôi hả? Anh là hồng treo gió đúng không? Còn anh này bán hả? Bán anh sẽ trực tiếp ở đây hả? À. Chắc về bữa em đặt cái tên khác đó, cái gì treo gió đi ta. Sầu riêng treo gió được không anh? Vậy là anh trai đây á, là sẽ xuyên suốt ở đây bán hàng cho chị Loan. Bên trong kia thì có anh bò tái chanh, bò tái chanh cùng với lại anh Hải đang ngồi ở đó. À, chuẩn bị hai cái lo, chuẩn bị tối nay hát hay sao á. Để hai cái lo quá bự luôn kìa. Lo này chắc của anh Sang á. Tối nay hả? Chiều nay ở đây. Tại tiệc ở đây hả? Wow. Vậy hả? Wow. Một cái bên nhà hả? Dạ. Dạ, cổ nhường sang lại cho chị Loan tối nay để văn nghệ ha. Chắc chắn là sẽ không thiếu ca sĩ Hồng Ni rồi. Tối nay sẽ có văn nghệ cả nhà. Nhà báo Song Minh, chị Ba Bình Tinh, anh Hai Vũ Luân. Đó, anh ca sĩ Quyên Vũ. Đó, và đặc biệt không thể thiếu ca sĩ Hồng Loan và nam ca sĩ anh Hải. Nam ca sĩ anh Hải. Anh Hải ơi, tối nay anh hát anh Hải. Hả? Tối nay hát đúng không anh? Tối nay hát đi chứ. À. 500 rượu. Thôi hát với chị Hồng Loan. Có thang mua cho Hải luôn 1.000 luôn cho nó mạnh dạn. 500 nó bỏ yếu quá. À, tuổi cá sấu cái nào cũng có cái đầu con cá sấu không đó trơn nha. Cái nón này nón cá sấu cũng đẹp, tất cả đều là có văn hình cái vảy cái da cá sấu rất là đẹp rồi cả nhà. Đây xin giới thiệu của chú anh chị anh Hồng treo gió. Sầu riêng cho gió mày mốt là của em đó, không phải lấy đâu. Phía bên trong kia là anh bò tái chanh. Tất cả đều đã trâu, có một cái chiếc dép mà cái đầu cá sấu luôn nè. Ồ, dép đầu cá sấu luôn. Chị Trang. Hello chị Trang. Đây cô chú anh chị. Đây. Chị đi tới chưa chị? Chào chị. Chị đi tới, chị đi tới mà đi qua shop mà. Chị hả? Đang qua shop hả? Lúc chị đang còn ngủ là chị Ni nó qua shop. Chị Ni nói là đi qua chị Ni hay là qua bên đây luôn. Dạ. Rồi em nói là qua bên đây còn. Dạ. Rồi chị Ni chuẩn bị qua nghe cả nhà. À, em Minh, em Hoàng chúc mừng khai trương Hồng Phát. Chị Hồng Ni nè cả nhà ơi, nãy giờ mới thấy luôn. Một cái lẵng hoa của chị Ni. Hộ pháp của Hồng Loan hay cả nhà. Đó, một cái lẵng hoa rất là đẹp ha. Phải nói là em ấn tượng với lại cái lẵng hoa của ca sĩ Nguyên Vũ. Đây là cô chú anh chị, đây là bữa tiệc. Nhưng mà không có ai ngồi hết là cô chú anh chị, chỉ có mình là tấm cô anh ngồi anh trực tiệc. Đó anh Khang, cái này là cái gì? Bông hồng đúng không? Rồi một chút xíu nữa chị Ni sẽ qua nghe. Ủa, bấm bay cô chú anh chị.
tự nhiên có con bướm bay vô kìa. Rồi em xin hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ha. Một lát nữa chị đi qua thì em sẽ chia sẻ nha cả nhà.